Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp phần 2 của tọa độ X và cũng là phần kết thúc Ở phần 1 thì chúng ta đã có một cái nhìn khá là rõ ràng về cái mà chúng ta gọi là kho báu Đó chính là các cổ vật chìm dưới đáy biển Và không biết quý vị khán giả nếu như đặt mình là địa vị của những người ngư dân, những người có nghề trong việc lặn biển thì có tham gia vào cái việc mà lặn tìm những cổ vật và đem bán lấy tiền như các ngư dân mà trong phần 1 chúng ta đã đề cập đến hay không. À, tuy nhiên thì cái đấy chỉ là một phần và những cái chúng ta theo dõi tiếp ở phần 2 này nó mới khiến cho chúng ta à, có nhiều góc nhìn chi tiết hơn. Đặc biệt là cái việc mà những cổ vật đấy bị thẩm thấu ra ngoài biên giới của Việt Nam qua rất nhiều con đường và qua những tay chùm buôn lộng. Ngay sau đây chúng ta theo dõi tiếp phần 2 tọa độ X qua dòng độc Đình Duy. Món hàng trong kho tàng dưới đáy biển đi lạc. 19 giờ, thành phố đã lên đèn, cư xá cảng Hải Phòng nhập nhoạng trong vùng tranh tối tranh sáng. Một thanh niên có nước da ngâm đen, sạm nắng, thông thả đạp xe vô khu cư xá, giáo giác nhìn quanh. Xe ngừng trước căn nhà mang số 2A. Chàng thanh niên lễ phép hỏi người phụ nữ tuổi chàng ngoài 40 đang đứng trước cửa. Thưa bác, đây có phải là nhà anh hát? Phải, nhưng hát đi làm xa, anh hỏi có chuyện gì? Cháu là bạn anh hát, anh gửi cho bác ít món đồ. Và anh ta vội vã tháo giỏ đồ mang trên vai lấy từ trong giỏ ra bảy món đồ bằng xứ với nước men màu trắng trên có hình hoa, lá, màu, xanh lam, đưa cho người phụ nữ. Xong anh ta lại hối hả đạp xe, biến mất. Nhưng hình dáng màu sắc, kích thước của bảy món đồ kia đã không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của một người qua đường tình cờ bắt gặp. Người này vội đến trụ sở công an phường 18, quận 4. Tôi vừa thấy bảy món đồ giống hệt như những món vớt lên từ tọa độ X thuộc kho tàng dưới đáy biển mà báo công an thành phố đã đăng và mô tả rất kỹ. Đề nghị các anh xuống kiểm tra ngay. Chuẩn úy Phạm Văn Hùng, công an đường phố, vội xin ý kiến ban chỉ huy và đến nhà số 2A. Tại đây, đồng chí đã lập biên bản tạm giữ 7 món đồ sứ cổ gồm 4 đĩa đường kính 12cm, hai bình có nắp cao 13cm và một thố có nắp cao khoảng 7cm. Tất cả đều rất giống với số đồ mà báo công an thành phố đã chụp hình và miêu tả, theo lời của Trần Quý Hùng. Chủ nhà ông Lê Văn Tê, 47 tuổi, lúc ấy hình như đã có hơi rượu, vừa chửi vừa khen công an giỏi. Ông bảo, hàng của con tao gửi về mắc gì mà thu giữ con tao làm thợ lặn chứ bộ hàng đã có mối sáng sớm mai mối tới lấy mà giờ này nó biết nó mò tới lấy trước Hê, hey, giỏi thiệt không thể lấy cắp đồ từ kho tàng được các đồng chí có trách nhiệm ở xí nghiệp liên hiệp trục vớt cứu hộ đã hơn một lần khẳng định với chúng tôi như vậy trừ quãng thời gian trước khi chính thức hợp đồng với ủy ban nhân dân quận côn đảo sau này là với ủy ban nhân dân đặc khu vũng tàu côn đảo các đồng chí ở vinsan rất cẩn thận nhấn mạnh về thời gian và chúng tôi sẽ có dịp trở lại quãng thời gian này từ khi vinsan bắt tay vào việc điều tàu đại lãnh đến tọa độ x bảo đảm không để thất thoát một món đồ cổ nào các đồng chí đều xác định đây là tài sản quý của quốc gia nên đề ra các biện pháp bảo vệ quy định rất chặt chẽ tất cả các món đồ ngay khi vớt từ đáy biển lên đều được một hội đồng gồm đại diện công an vinsan tài chính ngân hàng văn hóa thông tin kiểm tra nghi sổ xong đồ được bỏ vô thùng khóa bằng hai ống khóa đại diện vinsan giữ một chìa khóa đại diện ngân hàng giữ một chìa khóa khi cần mở thùng ít nhất phải có mặt hai người giữ chìa khóa mới mở được thời gian đầu Buồng giảm áp suất dành cho thợ lặn vô nghỉ trước khi lên khỏi mặt nước được đặt 24 trên 24 ở độ sâu 3 mét cho đỡ công thả xuống kéo lên tàu mỗi ngày. Nhưng có lần, một thợ lặn đã lén giấu hai món đồ ở trong buồng, dự định chờ đêm tới lặn xuống nước mò vô buồn lấy lên. Việc làm bất chính này bị phát hiện ngay và anh thợ lặn phải làm kiểm điểm đến nơi đến trốn. Từ đó buồng giảm áp được kéo lên tàu mỗi ngày và thợ lặn khi lên tàu phải rũ hết áo quần lặn để kiểm tra rất kỹ. Như vậy làm sao đồ cổ từ tọa độ X lại chạy về tới nhà hai cư xá cảng Sài Gòn. Vẫn còn kẽ hở. Theo chúng tôi nắm được, ông Lê Văn Tê có 5 người con, ba trai hai gái. Trong đó Lê Thanh Hát là con lớn thứ nhì, Hát sinh năm 1968, học văn hóa hết lớp 5 trên 12 thì nghỉ. Sau 2 năm, 1983, 1984, làm việc ở công ty rau quả thành phố, hát nghỉ ở nhà. Đến năm 86, hát học ở trường trục vớt cứu hộ, chuyển hộ khẩu về nhà và làm thợ lặn phục vụ trên tàu đại lãnh. Rất tiếc mặc dù chúng tôi đã cố gắng liên hệ với Vinsan để hỏi rõ hơn về trường hợp Lê Thanh Hát, nhưng các đồng chí lãnh đạo Vinsan để bọn công tác nên chưa thể nói chi tiết hơn. Dẫu sao, theo nhận định chủ quan của chúng tôi, Rõ ràng vẫn còn kẽ hở ít nhất một trong các khâu trục bớt kiểm kê bảo quản vận chuyển, nên bảy món đồ mới có thể từ độ sâu 40 m dưới đáy biển, cách bờ biển hàng trăm cây số, lạc đường về thành phố. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra lại vụ việc này. Chúng tôi tin tưởng các đồng chí sẽ nhanh chóng tìm ra đường dây vận chuyển bất hợp pháp để đề ra biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trường hợp Lê Thanh Hát có phải là kẽ hở duy nhất hay không? Chúng tôi đặt câu hỏi trên vì tới nay thỉnh thoảng tại các tiệm bán đồ cổ trên đường Đồng Khởi vẫn xuất hiện những vị khách ra bán đồ xanh xứ cổ thời Khang Hy với đặc trưng nước men gồm hai màu xanh lam và trắng. Phát hiện đồ cổ tại tọa độ X trên tàu TV102. Qua công tác điều tra, ngày mùng 2 tháng 10 năm 90, phòng an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra hành chính tàu TV102 thuộc xí nghiệp trục vớt cứu hộ Vinsan. Tại đây lực lượng kiểm tra đã phát hiện đồ cổ được cất giấu trong phòng để thiết bị lạnh tăng vật thu giữ được kết luận xuất phát từ tọa độ X. Được biết tàu TV102 gồm 27 cán bộ thuyền viên dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Nguyễn Kim Tê, ngày 28 tháng 9 đã rời đặc khu vũng tàu Côn Đảo trên đường đi gặp bão. Tàu TV102 đã vào neo đậu tại cảng Nha Trang. Trước cơ quan điều tra, bước đầu thuyền trưởng Nguyễn Kim Tê và tổ trưởng tổ thợ lặn Nguyễn Kim A đều trả lời là họ không hề hay biết ai đã mang số đồ cổ lên tàu. Trong khi đó chính Nguyễn Kim A là người giữ chìa khóa phòng để thiết bị lặn Hiện nay, phòng an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương làm rõ thủ phạm đã tàng trữ trái phép số đồ cổ trên tàu TV102. Có phải là có bàn tay của mafia? Để tranh thủ thời gian làm việc, sáng sớm ngày 4 tháng 10 năm 90, chúng tôi lên đường ra Nha Trang, miền quê hương cát trắng. Xe du lịch gần tới ngã ba dầu dây, thì bắt buộc phải dừng lại. Một chiếc tấm lớn trên quốc lộ 1 bị sụp hoàn toàn. Nhưng chiếc xe hai cầu máy mạnh băng vào rừng đi đường tắt, còn xe du lịch phải trở lại trị an theo lộ đất đỏ vòng qua đường lên lâm đồng để đổ xuống long khánh trời mưa sụt rồi gần như suốt ngày hôm ấy do ảnh hưởng của cơn bão rớt ngoài miền trung chúng tôi không thể nào cho xe chạy nhanh theo ý muốn nhá nhem tối xe mới tới cam ranh và chúng tôi lờ bờ nhìn thấy pho tượng thích ca trắng ngồi trầm tư trên đỉnh núi phương sài lúc ấy kênh đồng hồ chỉ bảy giờ năm phút Cầm nước vội vàng chúng tôi đến ngay trụ sở công an tỉnh khánh hòa lúc bảy giờ ba sáng ngày mùng hai tháng mười năm chín khi phát hiện tàu 102 cập bến, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra hành chính. Trong phòng để thiết bị lặn, chúng tôi đã thu giữ được 5 lọ độc bình có bông hoa màu xanh, một bình cắm hoa, 5 nắp đồ kiểu, một bộ đồ kiểu, đồ cổ bị bể. Chúng tôi đang tiến hành điều tra thêm vì tàu TV102 cập bến từ lúc 0 giờ ngày 2 tháng 10, nhưng không làm thủ tục trình chạm ngay. Từ khi tàu cập bến đến lúc trình chạm đã có 4 thủy thủ lên bờ không xin phép. Các đồng chí trong ban chỉ huy phản gián vui vẻ tiếp chúng tôi cho biết một số thông tin ban đầu như trên. Tuy nhiên các đồng chí hẹn. Bây giờ đã khuya, toàn bộ hồ sơ vụ này chúng tôi giao cho đồng chí Lê Xu trực tiếp thủ lý. Đồng chí Xu giờ này chắc đã về nhà, xin hẹn ca anh đúng 7 giờ 30 sáng mai, đến nơi làm việc tiếp. Đêm ấy tại khách sạn Hải Yến, tiếng sóng dì dầm của biển đêm du chúng tôi một giấc ngủ an lành, giúp phục hồi sức khỏe sau một ngày hành trình khó nhọc. Sáng hôm sau, trong tâm trạng phấn khởi, chúng tôi đến công an tỉnh, để từ đây theo đại lộ Trần Phú uốn mình lượn quanh bờ biển qua chuột tới trạm công an biên phòng nằm ở cầu đá. Những tâm trạng hào hức của chúng tôi bụt tan biến khi nhận được thông báo của các đồng chí biên phòng. Đêm hôm qua, lúc 9 giờ, đồng chí Lê Xuân đã bị một bọn côn đồ hành hung đến ngất xỉu. Nghĩ đồng chí đã chết, chúng khiêng xác đến đường xe lửa, gối đầu lên đường dày để cho xe lửa cán, có lẽ nhằm phi tang. Mai thay bà con phát hiện kịp thời đã đưa đồng chí vô bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ thảo TV102 đã biến mất các đồng chí trong ban chỉ huy phản gián và chúng tôi đều bị bất ngờ đến hụt hẫng và một câu hỏi tự nhiên chợt đến, có bàn tay mafia hay không? Những dấu vết nghi vấn. Vụ án trở nên phức tạp và tầm quan trọng của nó được nâng lên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến họp với công an tỉnh. Hơn 10 giờ sáng, tình hình mới tạm sáng sủa khi ban chuyên án nhận lại tập hồ sơ vụ án do một người quen của đồng chí Lê Xu mang tới nói rằng đêm hôm đồng chí Xu tới nhà anh chơi, bỏ quên khi ra về. Đọc kỹ biên bản khám xét tàu TV102, chúng tôi nhận thấy toàn bộ số đồ cổ tịch thu đều được cất giấu trong những hốc kẹt của phòng thiết bị lặn, phòng giảm áp dành cho thợ lặn thay đồ khi từ dưới nước trồi lên. Trong khi ấy, theo nguyên tin riêng mà chúng tôi nhận được, nơi đồ cổ được cất giấu nhiều nhất là trên trần của phòng thiết bị lặn. Các đồng chí trực tiếp tiến hành kiểm tra tàu TV102 đợt 1 nhìn nhận đã không để ý đến phần trần của phòng này. Mọi thủ tục được gấp rút hoàn tất để khám xét tàu TV102 lần thứ hai. Thuyền trưởng Nguyễn Kim Tê và tổ trưởng tổ thuật lặn Nguyễn Kim A, người giữ chìa khóa phòng để thiết bị lặn, đều tỏ vẻ ngỡ ngàng khi thấy chúng tôi. Ngược lại chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy trần căn phòng thiết bị lặn vừa được đóng lại bằng nẹp mới và đinh mới. Sau khi thuyền trưởng Nguyễn Kim Tê ký tên vào biên bản công nhận, trên trần gian này, tức thiết bị lặn, nơi tiếp giáp của ống bảo vệ điện, có hai nơi có dấu vết mới cậy. Lực lượng công an bắt đầu thủ tục khám xét tuy chúng tôi không hề có một hy vọng còn con nào. Quả thật sau khi tháo gỡ đinh nẹp các tông trên trần chỉ có dơm và dơm. Điều này để lại cho chúng tôi những dấu vết đầy nghi ngờ khi đối chiếu lại hải trình của tàu TV-102. Từ ngày 12 tháng 7 đến mùng 7 tháng 9, tàu làm việc tại tòa độ X trục vớt đồ cổ từ con tàu bị đắm ở đây. Sau đó về neo đầu ở Vũng Tàu cho đến ngày 28 tháng 9. Trong 3 tuần lễ ở Vũng Tàu, tàu TV-102 đã bỏ neo tại ba cảng cát lở, đồng xuyên và dầu khí. Lại nữa, khoảng thời gian giữa hai đợt khám xét là gần 3 ngày, một khoảng thời gian đủ để tàu tán số đồ cổ cất giấu trên trần phòng để thiết bị lặn và thay bằng đinh nẹp mới nếu quả thật có cất giấu tại đó và giả định là đồ chưa được tiêu thụ kỳ vào vũng tàu và cách đây 4 tuần lễ trên báo công an thành phố hồ chí minh số 216 ra ngày 19 tháng 9 năm 90 trong bài bảy món hàng trong kho tàng dưới đáy biển đi lạc chúng tôi đã nhận định Chủ quan rõ ràng vẫn còn kẽ hở, ít nhất là một trong các khâu trục vớt kiểm kê, bảo quản và vận chuyển. Với diễn biến mới này, ý nghĩ của chúng tôi không còn là nhận định chủ quan nữa mà trở thành sự thực hiện nhiên không thể chối cãi. Phải trang chính cho những kẽ hở trên mà tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Toàn vẫn có những người từ Vũng Tàu, huyện duyên hải hay là Long Đất Đồng Nai lên gạ bán những món đồ cổ vớt được từ tọa độ X và phải trang chính cho những kẽ hở trên mà hiện nay tại Singapore theo nguồn tin ban đầu chưa thể xác minh được. Dân buôn bán đồ cổ chuyên nghiệp đang ra bán hàng mấy trăm món đồ sứ đời Khang Hy với nước men lam trắng đặc trưng. Riêng về việc đồng chí Lê Xu bị hành hung, công an tỉnh Khánh Hòa đã là một chuyên án. Đến ngày chúng tôi rời Nha Trang mùng sau tháng 10, đồng chí Lê Xu vẫn còn trong tình trạng mê man bất tỉnh. Và theo bác sĩ, hy vọng cứu sống rất mong manh. Trong số đồ cổ vớt được từ dưới biển lên đem trào hàng ở đường Đồng Khởi có xen lẫn một số đồ cổ khác hẳn với series đời Khang Hy khác cả về hình dáng, màu sắc, hoa văn và cả nước men kiểu và loại. Những người chào hàng khẳng định tuy rằng khác giống nhưng chung một dòng. Bằng cách chỉ cho khách hàng thấy phía dưới số đồ cổ này có dấu hào bám, chứng tỏ đồ đã ngâm dưới đáy biển lâu ngày. Với khách hàng có kiến thức về đồ cổ, người chào hàng thú thiệt số đồ cổ này tuy được vớt lên từ đáy biển nhưng từ một con tàu đóng khác, nằm ở tọa độ khác mà chúng tôi xin gọi là tọa độ Z để phân biệt với tọa độ X. Số đồ ở tọa độ Z giá rất rẻ, năm sáu món ra bán mão với giá khoảng 1.000 đô la mà cũng khó kiếm được người mua. Điều này khá dễ hiểu vì hầu hết các món đồ đều làm bằng sành, mà dân buôn bán đồ cổ gọi là đồ ngang để phân biệt với đồ kiểu nằm bằng xứ, nước men, xám, vẽ hình con rồng hay con cá với đường nét thiếu sinh động, màu xỉn. Thêm nữa là đồ cổ là tô chén đĩa bát chết yêu, loại tô phía dưới nhỏ trên to như bị thắt ngang lưng đều là đồ nằm, không có giá bằng đồ đứng như là bình hũ lọ có chiều cao. Theo chúng tôi tìm hiểu, số đồ cổ ở tọa độ Z cũng đã được ra bán khá nhiều, được sản xuất vào thời gian cuối triều đại nhà Thanh, có lẽ trong niên đại Đạo Quang 1820 đến 1850, cách này trên dưới 150 năm. Nếu so sánh với số đồ cổ thời Khang Nghi ở tọa độ X, có thể nói giá trị ở chỗ tọa độ Z chỉ bằng một vài phần trăm. Vì vậy, giả sử chiếc tàu đắm ở tọa độ Z là có thật và giả sử tàu cũng chuyên trở toàn đồ cổ Chúng tôi nhận định quả thật có một chiếc tàu đắm ở tọa độ Z, nhưng không phải chờ toàn đồ cổ với số lượng lớn như ở tàu tọa độ X. Chúng ta vẫn không thể coi đây là một kho tàng theo đúng nghĩa của kho tàng là kho tàng ở tọa độ X. Vấn đề xung quanh chiếc tàu đồ cổ, nhiều người nghĩ rằng phức tạp lớn nhất vẫn là sự thất thoát tài sản quốc gia một cách nghiêm trọng. Nếu ở giai đoạn đầu, số đồ cổ hiện diện trên thị trường xuất phát từ những thợ lặn dân gian ở Long Hải, thì trong giai đoạn hiện nay, số đồ cổ thoát khỏi sự quản lý của nhà nước là do chính người của nhà nước. Qua theo dõi thường xuyên việc trục vớt, chúng tôi biết từ lâu nay toàn những đơn vị có chức năng được giao nhiệm vụ, không có một đơn vị hoặc cá nhân nào, đặc biệt là dân trong vùng, bén mảng tới tọa độ X. Ở Vũng Tàu, người ta không quên vụ đồ cổ, và dư luận hiện nay đang chờ kết quả cuối cùng. Ngày 18 tháng 7 năm 90, tàu công trình Đại Lãnh của Liên hiệp sinh nghiệp trục vớt cứu hộ Vinsan đưa số đồ cổ trục vớt đợt 1 vào bờ. Trước đó một ngày, theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân đặc khu, Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch đã cử một đoàn cán bộ gồm một đồng chí phụ phó vụ bảo tồn bảo tàng và hai chuyên viên khảo cổ về trực tiếp giám sát nghiên cứu. Ngày 19 tháng 10 năm 90, số đồ cổ từ tàu công trình được đưa vào kho dưới sự kiểm tra của đại diện nhiều ngành liên quan của đặc khu. Số hàng đưa lên gồm 19 thùng, 3 sắt, 16 thùng gỗ, trong đó có 10 thùng hàng còn nguyên vẹn và mỗi thùng chứa khoảng 300 món. Qua phân loại bước đầu, theo kiểu dáng hoa văn gồm các chủng loại chính, chén, đĩa, tô bình, các chuyên viên khẳng định hầu hết số đồ được sản xuất dưới thời khang hy Trung Quốc nhưng chưa xác định chính xác là năm nào để khẳng định thêm giá trị của cổ vật bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh tế công an đặc khu vũng tàu đã tìm được một số tài liệu nói về đồ cổ từ manila philippines đối chiếu với các tài liệu này những người có trách nhiệm trong vụ trục vớt càng yên tâm với nhận định của mình trước đó số đồ cổ tại tọa độ x đúng là một bộ sưu tập hết sức quý giá không chỉ trong nước mà cả đối với quốc tế một bộ sưu tập dồi dào hiếm có chưa có tiền lệ ngoài giá trị văn hóa nó còn phục vụ cho các công trình nghiên cứu về cách chế tạo xanh xứ về phương tiện đi biển và hải trình từ châu á sang châu âu về sự giao lưu hàng hóa giữa Trung Quốc với Tây Âu cách nay 3 thế kỷ. Bởi vậy hiện nay nếu tính bằng tiền, nhiều cổ vật tại tọa độ X không có mức chuẩn. Ngay cả một số đồ vớt lên, đến nay vẫn chưa biết giá trị đích thực vì rất có thể có những món đồ mà thế giới hiện không đâu có, kể cả Trung Quốc. Món hàng do Tây Âu đặt Trung Quốc chế tạo riêng cho họ sử dụng, nhưng hàng trước kịp về nước thì tàu chở hàng đã đắm. Chính vì vậy ngay cả số đồ bị bể ở tọa độ X vẫn có giá trị nhất định. Chúng tôi được biết, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh có một chuyên viên hàn gắn đồ cổ rất có nghệ thuật, đang chuyên giáp các đồ bề ở tọa độ X cho các người đi buôn, bán lại. Ngày 8 tháng 10 năm 90, khi trở lại Vũng Tàu, chúng tôi được biết giai đoạn 1 trục vớt giao cho Vinsan đã kết thúc. Ba ngày trước đó, kết quả giám định đã được các chuyên viên mang về bộ. Ở đặc khu không giữ lại bản nào. Giai đoạn 2 đang được tiến hành là sự hợp tác giữa Vinsan và một công ty Thụy Điển. Công ty nước ngoài đưa tàu ngầm vào thực hiện lặn vớt, nhưng tiến độ cũng không nhanh như người ta tưởng. Vì vậy, cho đến hôm nay, việc xác định chính xác về kích thước con tàu chìm và số hàng hóa còn lại vẫn chưa làm được. Tại sao tàu của Thụy Điển làm chậm như vậy? Có điều chúng tôi biết, chuyên viên kỹ thuật của nước ngoài thu thập không nghèo uột như nước ta. Thời lặn của Thụy Điển mỗi tháng lãnh 12.000 đô la, còn người điều khiển tàu thiết bị lặn lãnh đến 15.000 đô la. Cũng như người dân ở Vũng Tàu, dư luận chung của dân chúng trong nước đang chờ kết quả cuối cùng tại toàn độ X. Như những diễn biến chúng tôi đã thông tin, Việc trục vớt và khẳng định giá trị tài sản còn phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Nhưng theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được, số cổ vật lấy được từ tọa độ X hiện đã lên đến 5 dãy số. Nhân nói đến đồ cổ vớt từ tọa độ X lên bị thất thoát. Chúng tôi xin được kể lại câu chuyện về ba cần xé đồ cổ xảy ra cách đây hơn 4 tháng. Ngày 25 tháng 5 năm 90, trước ghe đánh cá mang số DN5332, có 8 người ngồi trên, do ông Nguyễn Văn Giỏi điều khiển đến tọa độ X vớt đồ cổ. Thời gian ấy thì nhà nước chưa có quyết định phong tỏa khu vực này, chưa ký kết hợp đồng với San, cũng chưa thành lập ban chỉ đạo về trục vớt. Các thợ lặn dân gian nhào xuống đáy biển tranh thủ vớt càng mau, càng nhiều đồ càng tốt. Chẳng mấy lúc đồ cổ đã chất đầy ba giỏ cần xe lớn. Ông Giỏi chuẩn bị cho ghe chạy vô bờ, thì một ghe gắn máy của công an huyện Côn Đảo xuất hiện, chặn bắt ghe đánh cá. Ba giỏ cần xe đựng đồ cổ bị tịch thu. Ghe đánh cá được trưng dụng và việc dùng vớt đồ cổ, trong số 8 người đi trên ghe, 3 người được thả sau đó một tuần, 5 người khác, trong đó có hai thợ lặn, phải đoái công chuộc tội bằng cách ngày ngày ra tòa độ X vớt đồ cổ cho nhà nước. Đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 90 cũng được tha luôn. Mỗi người được trả từ 50 đến 100 ngàn đồng. Điều chúng tôi muốn nói, theo lời kể của hai trong số 8 người đi trên ghe bị bắt mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, thì việc tịch thu ba giỏ cần sẽ đồ cổ trên không được ghi biên bản. Cụ thể là họ đã không hề ký tên vào bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến ba cần xé trên cũng như không được giao cho bất cứ một biên bản nào dù là bản sao. Cũng theo lời kể của hai người này, chúng tôi xin phép giấu tên. Mỗi giỏ có khoảng từ 10 đến 12 loại đồ, mỗi loại có từ 12 đến 15 món. Có nghĩa là mỗi giỏ có khoảng 120 đến 180 món đồ cổ và ba cần xé thì ít nhất chứa 300 món. Chúng tôi đã có dịp hỏi một đồng chí có trách nhiệm ở Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo về vấn đề này. Đồng chí nói, Tôi đã nghe phản ánh về ba cần xé đồ cổ bị tịch thu và đã hỏi lại tôi được biết các đồng chí công an có lập biên bản nhưng chỉ là một tờ do các đồng chí lưu giữ. Như vậy khả năng tối ưu là có lập biên bản nhưng lại sai nguyên tắc vì không giao cho người bị tịch thu một bản nào. Điều này cũng có nghĩa là việc tự làm biên bản, tự ký tên và biên bản hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Tìm hiểu kỹ hơn trong một lần tình cờ gặp gỡ, chúng tôi hỏi thăm một cán bộ thuộc Vinsan đã sớm có mặt tại tòa độ X vào cuối tháng 5 năm 90. Đồng chí này đáp. Theo tôi biết, việc tịch thu ba giỏ cần xé trên không được là biên bản. Và quả thật các món đồ cổ trong ba giỏ cần xé bị tịch thu hiện nay đang ở đâu, thì họa trăng chỉ có dân buôn đồ cổ và trời biết. Sở dĩ lúc này tôi mới lần lại vấn đề vì chúng tôi vừa nhận được nguồn tin. Ban giám đốc công an đặc khu vũng tàu côn đảo đã quyết định đưa ra khỏi ngành công an một đại úy, người chỉ huy trong việc tịch thu ba cần xé đồ cổ đó. xin hoan nghênh việc làm rõ và xử lý của các đồng chí công an đặc khu nhưng không hiểu sau đó kẻ có việc làm sai trái trên có bị truy tố không vì chúng tôi nhận định là rất có khả năng việc cô ý không lập biên bản 3 cần sẽ đổ cổ là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa chứ không đơn thuần là do nghiệp vụ kém hay sơ suất trong công tác quay trở lại về hai chiếc tàu lặn của thụy điển hai chiếc tàu lặn của công ty hamstrom thụy điển đã làm việc trục vớt đồ cổ được khoảng 2 tháng tàu khá hiện đại, nhất là so với các thiết bị máy móc lặn của Việt Nam. Độ lặn sâu tối đa của tàu lên tới 300 mét. Khi tàu xuống tới đáy biển, bốn chân điều khiển bằng thủy lực sẽ tự động mở ra. Cửa ra vào dành cho thợ lặn nằm ở phía dưới tàu thay vì bên hông tàu, giúp thợ ra vào dễ dàng hơn. Vì thợ lặn từ trong tàu ra làm việc tiếp xúc ngay với nước mà không cần trồi lên trên mặt nước nghỉ ngơi nên khỏi mất công lên xuống theo từng chặng nhằm tránh sự thay đổi đột ngột của áp suất và ảnh hưởng của bọt khí nitrogen hòa tan trong máu trẻ nét thần kinh nên mỗi ngày có thể làm việc rất lâu thay vì chỉ làm việc 2 giờ như lặn bình thường. Tuy nhiên, có lẽ do tàu đã được sử dụng nhiều nên thỉnh thoảng vài sự cố đã xảy ra. Có hôm bốn chân tự động mở bằng thủy lực không chịu hoạt động, tàu nằm bẹp dí dưới đáy biển, làm thợ lặn bị giam trong tàu, không có cách nào chui ra ngoài làm việc được. Trước tàu lặn thứ hai đứng yên một chỗ để hoạt động nhờ chân vịt quay liên tục thì có lần chân vịt trục chặt không chịu quay, tàu bị thủy triều và nước ngầm cuốn đi xa vị trí mấy cây số làm tàu việt nam lại phải làm công tác trục vớt cứu hộ chính vì vậy tiến độ trục vớt đồ cổ ở tọa độ x do tàu lặn thủy điển khai thác không hiệu quả cao như nhiều người đánh giá ban đầu từ thực tế này đã có không ít người kể cả một số cán bộ có trách nhiệm mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đặt câu hỏi hợp đồng giữa vincent và Han Trump có thật là hợp lý và cần thiết không với tất cả sự dè dặt và với tất cả sự hiểu biết của mình Chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra một số lý do cho câu hỏi trên. Thứ nhất, hợp đồng giữa Vinsan và Hanrom nguyên từ một hợp đồng về khai thác san hô đỏ dưới đáy biển chuyển sang hợp đồng trùng vớt đầu cổ. Có phải vì vậy tàu lặn thủy điện vốn dùng vào việc khai thác san hô đỏ nên trùng vớt đầu cổ không mấy hữu hiệu? Thứ hai, tàu lặn độ sâu tối đa 300 m nay chỉ lặn tới 40 m có lãng phí do dùng không hết khả năng hay chăng? Tùng ngữ ta có câu, giết gà không cần dùng ra mổ trâu, có thể áp dụng trong trường hợp này. Đáng nói hơn, là trường hợp xấu nhất, nếu chiếc tàu lặn muốn thăm dò đáy biển của ta ở độ sâu 300 m ít nhất xung quanh khu vực tọa độ X, liệu ta có kiểm soát được không? Theo thông tin chúng tôi nắm được, rất hạn chế, một trong hai tàu lặn là tàu thăm dò. Chúng ta chỉ thăm dò khi cần tìm kiếm tài nguyên chưa biết. Kho tàng ở tọa độ X đã có rõ ràng, cần gì phải thăm dò? Thứ ba, nếu rút cuộc Vinsan ký hợp đồng với Hanstrom để Hanstrom trục vớt, thì viên san biến thành một cơ quan trung gian ăn lời theo tỷ lệ phần trăm hay sao? Và như vậy tại sao hội đồng bộ trưởng, ban chỉ đạo trục vớt hoặc ủy ban nhân dân đặc khu vũng tàu côn đảo không trực tiếp đứng ra ký hợp đồng với Hanstrom nếu quả là cần thiết để đỡ bớt một trung gian? Xin được nhắc lại lương trả cho thợ lặn Thụy điển rất cao, 12.000 đô la một tháng tức tương đương 78 triệu, còn người lái tàu 15.000 đô la một tháng tức tương đương là 97 triệu. À xin lưu ý quý vị khán giả, đây là số liệu của những năm 90, chứ không phải thời điểm bây giờ. Nếu mà thời điểm bây giờ mà 15 với 12 ngàn đô này thì nó lên đến rất là nhiều tiền rồi, vài trăm triệu rồi. Bên trên chúng tôi viết với tất cả sự dè dặt là hoàn toàn thành thực. Vì đến giờ phút này, các đồng chí có trách nhiệm trong việc trục vớt đồ cổ mà chúng tôi hân hạnh được gặp, trừ các đồng chí lãnh đạo Vinsan, Tất nhiên, chưa ai được trông thấy hoặc biết rõ nội dung hợp đồng trục vớt đồ cổ giữa Vinsan và Hanstrom cả. Tin giờ chót, theo lời khai của các thờ lạn trên tàu TV102, còn một số đồ cổ ở dưới đáy biển ở cảng Cầu Đá thuộc cảng Nha Trang do họ quăng xuống nhằm phi tăng. Ngày 24 tháng 10, chúng tôi vội lên đường ra Nha Trang để theo dõi việc vớt số đồ cổ này và cũng để nắm tiếp diễn tiến của vụ án Lê Sù. Ngoài số cổ vật cất giấu trái phép trong phòng để thiết bị lặn của tàu TV102 đã thu hồi, qua công tác nghiệp vụ, phòng an ninh điều tra của công an thành phố biết được, một số thổ lặn vẫn còn cất giữ những món hàng do chính họ vớt lên, thậm chí còn phi tang nhiều món xuống biển khi bị kiểm tra. Ngày 24 tháng 10 năm 90, chúng tôi theo chân các trinh sát phòng an ninh điều tra trở lại Khánh Hòa để chứng kiến việc thu hồi các cổ vật còn thất thoát. Chuyến đi còn có đại diện thanh tra của Liên hiệp Sĩ nghiệp trục vớt cứu hộ Vinsan Nha Trang là một thành phố đẹp, có 300.000 dân, có bãi tắm dài 7 km, có món nem ninh hòa nổi tiếng. Nhưng vào thời điểm này, có lẽ do khách du lịch ít nên không khí đượm buồn. Ngày 25 mưa từ sáng sớm đến chiều tối. Sáng 26 tháng 10 năm 90, các thiết bị cùng tổ thuật lặn điều từ quy nhân vào được đưa đến khu vực cầu đá thuộc cả Nha Trang, nơi con tàu TV102 neo đậu khoảng một tháng trước đó. Theo lời khai của thợ lặn, 13 món cổ vật gói trong giỏ ni lông bên ngoài bọc thêm một lớp giỏ đệm đã được quăng xuống biển lúc tàu bị kiểm tra vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 90. Biển xấu, đúng 9 giờ cuộc mò tìm bắt đầu. Tổ trưởng thợ lặn Nguyễn Kim Ma xuống nước đầu tiên, không có kết quả. Người thứ hai xuống, người thứ ba xuống, bốn lượt thợ lặn mò quét trong phạm vi khoảng 25.000 m2 nhưng vẫn vô vọng. Ngày 27 tháng 10 năm 90, công việc mò tìm lại tiếp tục năm lượt thợ lặn lại xuống biển, khu vực cách cảng khoảng 300 mét, độ sâu chừng 7 mét, nhưng do thời tiết xấu, khi xuống đến đáy thợ lặn chỉ nhìn thấy từ một sải tay trở lại, có lúc chỉ thấy sát mặt đất. Ngày 28 tháng 10 năm 90, thêm một tổ thợ lặn từ quy nhân tăng cường vào. Thời tiết khá hơn, năm lượt thợ lặn xuống nước, mỗi người mò tìm trung bình từ 35 đến 40 phút. Chu vi được mở rộng hơn, tuy nhiên hy vọng tìm được 13 cổ vật bị nước biển đông đưa ngót một tháng quả thật mênh mông như đại dương. Công việc mò tìm tạm thời gác lại sau 3 ngày vất vả, biển vẫn buồn. Khi đến nhà Trang, chúng tôi không quên hỏi thăm tình hình về đồng chí Lê Xu. Trung tá Đinh Thanh Đồng, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, đồng chí Xu đã tạm thời bình phục, xuất viện và diễn biến xung quanh vụ cố sát anh vẫn đang được ban chuyên án tiếp tục điều tra. Có một chi tiết quan trọng. Khi được điều vào Nha Trang mò tìm 13 cổ vật, một số thợ lần đã mang theo nộp cho các trinh sát 7 cổ vật gồm bảy độc bình, một hũ con nắp mà họ đã cất giấu. Lúc quan thảo TV102 còn làm nhiệm vụ trục vớt đồ cổ tại tọa độ X. Chúng tôi rời Nha Trang chiều ngày 28 tháng 10 năm 90 với tâm trạng buồn vì công việc không đạt được như ý muốn. Mặc dù các đơn vị có liên quan rất nhiệt tình giúp đỡ, biển có buồn hơn nỗi buồn của con người không? Như tin chúng tôi đã được, việc trục vớt số đồ cổ tại tọa độ X đã bước vào giai đoạn 2 hợp tác giữa Vinsan Việt Nam và Hanstrom Thụy Điển. Và giai đoạn 1 giữa Vinsan và Vũng Tàu Côn Đảo đã kết thúc vào cuối tháng 8 năm 1990. Trong giai đoạn 1, các thợ lặn đã mang lên hơn 10.000 cổ vật, khoảng 5.000 đồ sứ và hơn 5.500 đồ gốm, 5 đồ đá và 3 đồ đồng. Trừ những món đã vỡ nát, số được đưa vào sổ kiểm kê lên đến 9.835 món, kể cả những món bị vỡ nhưng còn có giá trị. Số lượng hàng này đủ nói lên sự vất vả của những người tham gia hội đồng giám định. Suốt 40 ngày dòng dã từ 27 tháng 8 đến mùng 4 tháng 10 năm 90, với thái độ làm việc tỉ mỉ, thận trọng, Hội đồng Giám định đã đưa ra những đánh giá mà qua đó chúng ta càng thấy rõ giá trị về nhiều mặt của chiếc tàu đắm cùng cổ vật tại tọa độ X. Do số lượng nhiều nên kiểu dáng màu sắc của các cổ vật thật phong phú. Về đề tài, có một số thể hiện sinh hoạt của châu Âu, nhà cửa, lâu đài và người cá. Nhiều món tượng trưng cho văn hóa châu Á, thiếu nữ cưỡi ngựa, bắn cung, hoa lá, chim muông, Phật, sông nước, Đặc biệt có một lô hàng gần như là một bộ sưu tập, gồm 45 tượng khác nhau, kích thước từ 10 đến 15 cm. Trong đó có 5 tượng phụ nữ và tượng quan âm tống tiểu, mỗi tượng một vẻ, một tư thế. Các chi tiết nhỏ khắc chìm hoặc đắp nổi như búi tóc, nếp nhăn trên mặt, hàm răng, đôi môi đều thể hiện rất tinh vi, rất chi tiết, tỷ lệ cân đối, hài hòa, khéo léo. Có một pho tượng người với con khỉ ở ngang vai Tuy con khỉ rất nhỏ nhưng toàn nhìn vẫn nhận ra ngay, chứng tỏ tài năng của nghệ nhân đã đến mức điêu luyện. Cách trang trí hoa văn, sử dụng gốm men cũng rất mỹ thuật sống động. Tuy bị sứt mẻ nhưng bộ sưu tập này vẫn có những giá trị riêng của nó. Căn cứ chất liệu, Hội đồng Giám định tạm kết luận các cổ vật được sản xuất vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, tương ứng niên đại vua Khang Hy, Trung Quốc 1662-1722, và các cổ vật này được sản xuất theo đơn đặt hàng của châu Âu trong lúc tàu buôn vận chuyển từ Trung Quốc trở về, tàu bị đắm tại vùng biển Việt Nam. Bán đấu giá kho tàng dưới đáy biển. Công việc trục vớt đồ cổ ở kho tàng dưới đáy biển Côn Đảo tọa độ X đã hoàn tất, 28.000 trong số hơn 60 món đồ cổ đã tới thủ đô Amsterdam của Hà Lan để bán đấu giá trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 4 năm 92. Qua hơn 2 năm làm việc tích cực, công việc trục vớt đồ cổ của VinSan đã hoàn tất, tổng cộng số đồ vớt được từ tòa độ X gồm trên 60.000 món. Nhưng không ai ước tính được số bị thất thoát do ngư dân đã lén lặn lấy mất và do các nguyên nhân khác. Căn cứ vào các đồng tiền vớt được từ con tàu và nhất là vào một thỏi mực tàu nhỏ hình chữ nhật được nút chạm nổi với ngày tháng chu kỳ đúng với năm 1690. Những nhà giám định khảo cổ có trách nhiệm kết luận xác tàu chìm có nên lại Hoàng đế Khang Hy Trung Quốc 1662-1722. Con tàu chìm cũng được xác định là tàu của Trung Quốc qua khảo sát hình dáng các cối xay bột bếp nấu ăn đồ dùng nấu ăn trên tàu nguyên nhân tàu bị chìm chưa được kết luận nhưng rõ ràng là tàu bị cháy đến tận nơi an toàn của con tàu căn cứ và một số dụng cụ kim loại đã bị biến dạng do nhiệt vì không tìm thấy hài cốt nào trong xác tàu các nhà khảo cổ thận trọng đưa ra giải thuyết tàu đã bị cướp bắt hết người trên tàu rồi đốt tàu hoặc tàu bị cháy không cứu chữa được những người trên tàu đã đào thoát khỏi con tàu Xác con tàu hiện nay vẫn còn nằm dưới lớp cát ở tọa độ X độ sâu khoảng 40m, với chiều dài khoảng 33m, rộng khoảng 10m, có thể trục vớt lên được. Nhưng vì chi phí cho việc trục vớt xác tàu rất lớn, vớt lên cũng chưa biết nhà mục đích gì nên chưa ai đặt ra vấn đề này. Đồ cổ được vớt từ tọa độ X một số được sản xuất ở Trung Nam và Đông Nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Phúc Kiến và thủ đô đồ sứ Giang Tây. Hàng sứ men trắng vẽ lam được coi là tuyệt hảo bởi có rất nhiều kiểu dáng không mang tính cách Trung Quốc mà phản ánh ảnh hưởng của châu Âu. 76 tỷ đồng Việt Nam cho kho tàng dưới đáy biển Trong 2 ngày, mùng 7-8 tháng 4 năm 92, công ty Christie Amsterdam đã tổ chức bán đấu giá 1.011 lô hàng gồm trên 28.000 món đồ cổ vớt được từ tọa độ X, hòn cao côn đảo tại thủ đô Hà Lan, Amsterdam, Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 92, phái đoàn Việt Nam gồm 6 đồng chí. Xí nghiệp liên hiệp trục vớt cứu hộ 2 đồng chí, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thông tin, tỉnh Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu và Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, mỗi đơn vị 1 đồng chí. Do ông Lê Minh Công, giám đốc xí nghiệp liên hiệp trục vớt cứu hộ dẫn đầu, đã đến Hà Lan tham dự việc tổ chức bán đấu giá. Theo tin nhận qua fax từ Hà Lan, không khí của hai ngày bán đấu giá rất sôi động người mua phóng viên báo chí và các quan sát viên chen chúc nhau ngồi đứng chật ních trụ sở thời gian bán kéo dài tổng cộng 16 giờ gấp đôi số giờ dự kiến do cuộc bán quá sinh động và sôi nổi đây là điều khác thường và đặc biệt nhất từ trước đến nay của Christie's Amsterdam. Kết quả toàn bộ 1011 lưu hàng gồm trên 28.000 món đồ cổ ở tọa độ X đều được bán hết với tổng số tiền là 11.555.200 Riders tiền Hà Lan, bằng khoảng 6 triệu 700 ngàn đô la Mỹ, tức 76 tỷ 715 triệu Việt Nam. Số tiền trên đạt sấp xỉ 3 lần giá ước tính và 4 lần giá trong catalog theo ước tính dè dặt ban đầu của ban tổ chức. Số tiền bán đấu giá từ 2 đến 2 triệu rưỡi đô la. Nhiều lô hàng bán vượt dự kiến từ 5 đến 10 lần, đặc biệt có lô 529, tức là một cục dính trùm gồm mấy cái bình đĩa san hô bán vượt giá catalog 20 lần, được 21.000 riders, khoảng 110 triệu đồng Việt Nam. Lô bán giá cao nhất là lô số 531, bán được 111.000 690 triệu đồng Việt Nam. Gần 10 phóng viên các báo đài quốc tế đã đến phỏng vấn và chúc mừng đoàn Việt Nam, trong đó có nhiều báo đài lớn như Times, BBC, Daily Telegraph. Dư luận chung đánh giá của bán đấu giá này thành công, và hầu hết nhận định kết quả của việc bán đấu giá chứng minh cho thế giới thấy, chính sách mở cửa của nhà nước ta là đúng đắn và hiệu nghiệm, nên đã dành cảm tình đặc biệt cho đất nước ta. Như vậy, theo chúng tôi, hợp đồng bán đấu giá sau khi trừ tỷ lệ 15% cho công ty bán đấu giá và 26% cho công ty Hansrom, đơn vị tham gia khai thác trục vớt, nhà nước ta còn được trên 45 tỷ đồng. Qua việc bán đấu giá đồ cổ này, xét về mặt tài chính, đây là lần trục vớt mang lại hiệu quả cao nhất của xí nghiệp liên hiệp trục vớt cứu hộ từ ngày thành lập đến nay. Ngày 22 tháng 9 năm 1992, Liên hiệp trục vớt cứu hộ VinSan và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rốt cuộc đã được chia 1 triệu 523.519 đô la trong tổng số tiền là 6,7 triệu đô la thu được nhờ bán đấu giá đồ cổ vớt lên từ tọa độ X. Số tiền này đã được VinSan San và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đồng ý chia đôi. VinSan sẽ trích thưởng cho các cá nhân, đơn vị tham gia trực tiếp hoạt động trục vớt và quá trình bảo quản, giám định bán đấu giá cổ vật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành 361.820 đô la đầu tư xây dựng nhà máy nước Côn Đảo dành khoảng 300 000 đô la để mua và hoàn chỉnh hai tàu chở khách trong huyện Côn Đảo. Số còn lại sẽ sử dụng một phần cho việc thưởng người có công phát hiện, trì điểm cổ vật và các chi phí khác. Tuy nhiên, nhiều ngư dân ở Long Hải, xóm lưới vẫn tiếp tục ra tòa độ X lặn vớt đồ cổ. Mặc dù trước đó nửa năm, Vincent đã kết thúc công việc của mình tại đây. Họ đã vớt thêm được hàng ngàn bình, hũ, tô, dĩa, hầu hết có chủng loại màu sắc trang trí giống hệt những thứ Vincent đã trục vớt và vài món kiểu dáng rất khác lạ cũng bằng xứ Đặc biệt trong số đồ vớt lên có cả hiện vật bằng đồng, gồm chân đế dùng cam nến, khánh và đáng chú ý nhất là ngày 22 tháng 9 năm 92, có một con dấu chưa rõ được chế tạo bằng chất liệu gì, sừng, ngà, đồng hay đá quý và có khắc chữ gì. Hiện nay, Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đang có kế hoạch mua lại số đồ cầu trên của ngư dân và ngư dân vẫn đang tiếp tục đến tọa độ X tìm kiếm những món còn sót lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vào thời điểm những năm 90 thì uh, tại tòa độ X, con tàu vẫn nằm ở dưới độ sâu 40m và vẫn có những cổ vật và được các ngư dân khai thác theo kiểu lặn truyền thống. Và bây giờ đã là năm 2023 rồi. Và nếu như quý vị khán giả nào có thông tin và biết được chính xác uh, về cái số phận của con tàu tại uh, tòa độ X thì có thể chia sẻ với Đình Duy, chia sẻ với Nghiện Chuyện bằng cách uh, comment ở dưới phần comment và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc